Khá sôi động. Anh em Thanh khá là sôi động. Ôi ôi trời. Lật khẩu chân đi em. Ui giời, con này nó mà lá sân 11 nó tạt cho thì tuấn xuống đáy rồi đấy, đáy xuống đây. Hùng có chạy đi, tao chuyền đi. Nhờ. Bỏ ra. Ôi, bỏ ra. Đúng rồi. Vỗ tay tôi bảo nó hay thôi. Đúng rồi. Kéo lên, kéo lên. Cái luôn anh chứ. Hay quá nhỉ. Sao? Đi hai mỗi người 10 phút nhá. Rồi. Anh ngồi chơi bò sau. Thì anh ngồi chơi đi. Quả nó là thay đấy, không cái này được bo vào giữa. Rồi quả cuối cùng ấy, giữ côn tật quý đại ca. Ok, rất tốt, một pha xử lý rất khéo của Quyết để chạy, Quyết lấy bóng mà chạy. Đặt vào. Văn Quyết. Vâng. Hay. Tỷ số đã được mở cho đội Myanmar, một pha phối hợp và có thể nói là như đường và sữa. Một tiền vệ tấn công. Bóng đã hết đường biên ngang. Có phần góc cho tôi ba ạ. Một pha phục công ngang cho Myanmar, được hay không? Có thể nói là những bàn thắng. Trời. Và một pha phối hợp 100 của Thomas. Vào hay không? Vâng, bàn thắng đã được rút ngắn cho Tuama. Cấp 3, cấp 3, cứ làm sao mà, ra luôn, ra luôn. Nhanh. Xích, xích. Ra, nhanh. Đóng. Vâng, pha xử lý rất gọn gàng. Tỷ số đã được mở cho FC Tuama. 7-6. Một pha ra. Ôi, ăn luôn. Còn hai quả nữa ra sân nhá. Không áo số 6. Tuấn mượn về mặt không có không áo. Thì Tuấn ạ. Xưa là ngày xưa 45 được đã giải áo thì cho Tuấn mượn. Không có đồng cảm đâu. Không có đồng cảm đâu.
anh em đá sao thế? À, nó chạy nhanh rồi. Chắc là hòa thôi, ngang ngang. Cứ mỗi bên ghi bàn ra sao nhớ. Đấy, không ghi bàn nữa thì không nhớ bên nào luôn đấy. Ủa anh đã chọc bóng chuẩn. Anh ơi, Vin yếu. Chị ơi, hai Vin yếu rồi. Trong sơ đồ của sân mini 77, nếu thủ môn biết sử dụng đôi chân của mình thì một là lợi thế rất lớn. Anh sẽ tương đương một vị trí đá phòng. Dường như thế trận các cầu thủ Myanmar đã buông, không còn sự nhiệt huyết như những giây đầu tiên. Vâng, một pha có thể nói là ghi làm bàn rất đẹp. Người ta bảo là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đúng là như vậy. Bắt đầu ngôn ngữ nên chỉ biết lại gần và thân mật những cử chỉ. Được. Cường hôm nay ghi 3 bàn đấy. Vâng, vẫn là Hùng Cường. Những bàn thắng quen thuộc. Vào sân này kìa, chuẩn bị đến còn có 5 phút nữa. À 10 phút nữa. Anh hiểu rồi, 4 phút rồi. Ồ. Ồ, quyết rồi.
Đó, một quyết. Đấy, cú đi bóng của Sơn Tuấn. Chết rồi. Cái nào 10 quả. Tuyên đạo. Thủ môn có thể nói là một pha dâng cao phản công. Được hay không? Hay quá. Việt ơi kìa, Việt ơi kìa. Nhớ chuyển anh nhỉ. Chuyển tay. Vâng, cầu thủ cái bàn là anh Hiệp. Mới chờ đi còn gì nữa. Không, cái quả này nếu mà đúng là tính cho. Anh Hiệp đi ra, anh Hiệp trước là thằng ấy đưa đánh game mà anh giả đâu.